Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Điểm Báo. Và kính thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi Tâm Đăng Shop, tọa lạc ngay trên đường Bonsa Coffee Moran. Và Tâm Đăng Shop có hai dòng sản phẩm D1 và D Royal Support rất là tốt để phục vụ cho quý vị. Mời quý vị ghé đến. Và kính thưa quý khán giả, những sản phẩm này đều được sản xuất tại Hoa Kỳ, ở Hàn Quốc và Canada. Số phone là 1888-376-6768, 1888-376-6768. Và tiếp đến nữa là mời quý vị ủng hộ cho công ty Tony Trần có đón xem talk show mỗi ngày ở trên băng tần 57.3 cũng như 16.10 và 27.4 để biết thêm những sản phẩm thật là tốt của công ty để dành cho sức khỏe của quý vị, từ Moringa 950 hay là đông trùng hạ thảo hay là tinh chất bột nghệ, đặc biệt là sữa Ensure có gửi về cho 64 tỉnh thành tại Việt Nam, giá cả vô cùng phải chăng, 100% sản xuất tại Mỹ. Số phone đó là 7149498688, 7149498688. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến vẫn là những bản tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây một đợt tin chúng ta cần phải lưu ý. Thưa quý vị, một ông phóng viên trong cuộc họp của Tổng thống Donald Trump tại Tulsa, Oklahoma vừa qua đã được xét nghiệm dương tính với virus corona 19. Mặc dù anh này đã nói là tôi vẫn giữ khoảng cách và tôi vẫn đeo mặt nạ và tôi không có tiếp xúc gần thân cận với những người khác, nhưng mà anh ta vẫn bị, mặc dù anh ta không có triệu chứng mệt mỏi hết, không có ho hắng gì cả, nhưng mà đi cảm thấy người không bình thường, cho nên đi khám và đã biết rằng mình nhiễm dương tính coronavirus. Sau đó anh đã tự cách ly trong 14 ngày và đi gọi tất cả những người bạn mà anh đã từng tiếp xúc trong những tuần qua để cho họ biết là họ cũng đã chuẩn bị họ đi xét nghiệm xem có dương tính hay không. Thì điều này đã gây ra một cái sự lo ngại lớn là mặc dù chúng ta có thể đeo mặt nạ, có thể chúng ta là đeo mặt nạ cũng như cách ly đó, thì chúng ta vẫn còn có thể bị nhiễm bệnh, bởi vì cái tay của chúng ta chạm lên những chỗ mà những người có bệnh đó, họ đã ho và đó họ đã phóng cái virus vào đó và đã nằm ở trên những miếng sắt đó có thể tới 7-8 tiếng đồng hồ, mà cái tay của chúng ta khi chạm vào đó mà không có rửa tay ngay thì có thể gãi lên mắt, lên mũi, thì điều đó đều rất lo ngại. Chúng tôi một lần nữa cũng xin cảnh báo quý vị là nên cẩn thận giữ mình, ngoài vấn đề đeo mặt nạ và giữ cách ly, chúng ta còn đừng có để tay chạm vào bất cứ cái bộ phận nào bằng sắt hay bằng gỗ mà chúng ta không có lau chùi cẩn thận trước khi, nhất là trước khi đi vào chợ. Chúng có cái thành ngang của chợ, có chợ ở Việt Nam thì cung cấp những cái dụng cụ để xịt, và có chợ thì không có. Cho nên chúng ta tự bảo vệ mình nha, đừng có để chạm tay những viên sắt mà trên đó là có người nào mà cho nên là mình đi chợ mình nên mang cái găng tay là như vậy. Để găng tay là tốt, mang găng tay vừa mới ra khỏi chợ một cái mình bỏ cái găng tay đó mình chứ đừng vứt găng tay ra ngoài đường, mặt đường nhiều người vứt găng tay ra ngoài đường như vậy bão quá. Tiếp đến nữa thưa quý vị là một bản tin liên quan đến có một người phụ nữ đã tranh cãi và tỏ ra bực mình khi mà cô bị bắt buộc phải mang cái mask để đi vào trong khu chợ của Trader Joe ở ngay phía bắc của Hollywood. Thưa quý vị, một người phụ nữ được quay trong một cái video clip đã cho thấy là cô được yêu cầu phải mang mask khi mà bước vào cửa hàng của Trader Joe ở phía bắc Hollywood, nhưng mà một người mua sắm đã cho ghi lại được ở trong video clip vào ngày thứ sáu là người phụ nữ này đã vô cùng tức giận và hỏi lý do là tại sao mình phải mang vậy, và cô không có muốn mang cái mask. Những người ở cư dân ở tại Los Angeles thì cũng nói rằng là cũng tội nghiệp cô này, là tại vì cái cô này cô nói là cô có vấn đề về medical, cô có vấn đề về sức khỏe cho nên là cô không có mang mask được. Nhưng mà những người khác thì cũng nói là làm như vậy thì không có nên, phải mang mask để bảo vệ cho cô rồi cho em bé, cho những người già có thể ở trong khu này đó. Như quý vị thấy là cô rất là hung dữ, cô chỉ trỏ rồi cô la hét người này người kia, nhưng nhất quyết là không chịu mang mask thưa quý vị. Và dĩ nhiên là người ta cảm thấy không an toàn và phải mời cổ đi ra khỏi cái cửa hàng của Trader Joe. Và ABC 7 đã cố gắng liên lạc với lại cửa hàng Trader Joe này để bình luận nhưng mà chưa có kết quả. Nhưng mà những cái khu chợ thì hầu như người ta đều request là phải mang mask thì mới được vào khu chợ của họ để mua sắm, cho nên người phụ nữ này đã không tuân thủ điều đó thưa quý vị. Thưa quý vị, một tin vui cho những người mà làm thương mại trong thành phố Gansu. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì thành phố Gansu thị trưởng đã tuyên bố rằng là ông có một cái chương trình đặc biệt cho những người mà làm thương mại mà đang bị trở ngại về vấn đề virus đó. Thì ông đã báo cho biết là có một số tiền, dĩ nhiên là không có nhiều lắm, không có đến vài chục triệu, vài trăm triệu đâu, nhưng đủ để cho chúng ta những người làm thương mại thành phố Gansu có thể tới liên lạc với thành phố Gansu để mà xin những cái mẫu điền vào để xem mình có thích hợp với cái chương trình này không.
Nếu được thì chúng ta cũng có một ít tiền để có thể chi trả trong những cái ngày mà chúng ta đóng cửa hoặc là thiệt hại về Covid. Quý vị, một lần nữa quý vị tới thành phố Gandro, nếu quý vị đã làm thương mại ở thành phố Gandro thì thành phố đã có một cái quỹ cứu trợ đặc biệt dành riêng những người làm thương mại thành phố Gandro. Dạ. Còn những thành phố Orange khác thì liên lạc với Andrew Đỗ. Dạ không, tức là Andrew Đỗ là gọi là có một cái phần, cái phần này nó gọi là relief for zone 1, tức là cái này đó là để cho cái khu vực của địa hạt 1 á, là làm bởi ông supervisor Andrew Đỗ thì sẽ có một cái ngân khoản để giúp đỡ cho các cơ sở thương mại nằm trong cái địa hạt 1. Dạ, đó cho nên là thành phố, còn thành phố Westminster thì bây giờ cũng đã hết hạn cho cái tiền mà giúp tiền nhà đó thì đã hết hạn apply rồi, cho nên quý vị nào mà mình chưa apply thì mình đã bị late rồi. Nhưng mà còn thành phố Garden Grove thì họ bắt đầu có cái fund mới để giúp đỡ cho business. Rồi còn quận hạt Orange County đó, thì quận hạt 1 của chúng ta thì có một cái ngân quỹ để giúp đỡ cho các cơ sở thương mại nào cần sự giúp đỡ cho địa hạt 1 nha quý vị. Dạ, rồi tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là có 27 người biểu tình ở ngay tại khu vực Beverly Hills đã bị bắt vào hồi thứ Sáu vừa qua. Bây giờ thì đã được thả ra thưa quý vị. Dạ, và những nhà hoạt động đã lên tiếng để mà chống lại sự bắt giữ đối với lại những cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra tại Beverly Hills. Dạ, nhưng mà tại vì có một số người đã bị bắt giữ vào ngày thứ Sáu khi họ đã gọi là không có nghe lệnh về việc là phải giải tán rời khỏi khu vực, và tất cả họ cũng đã bắt đầu được thả ra, trừ những người đã không có tuân thủ cái lệnh yêu cầu giải tán cũng như là có những cái sai phạm trong cái vấn đề biểu tình thì họ mới bị bắt giữ, và tiền tại ngoại hầu tra là $5,000. Nhưng mà những người đấu tranh cho cái quyền gọi là tự do ngôn luận đó, rồi cũng như đấu tranh cho những người bị bắt giữ này thì nói là mức $5,000 là quá đáng. Cũng như là khi mà bắt giữ họ như vậy thì làm gia tăng cái khả năng bị coronavirus, cho nên đã kêu gọi là thả tất cả mọi người ra. Và đến bây giờ đó thì người phát ngôn viên của cơ sở cảnh sát ở tại Beverly Hills là Kay Sterling cũng đã tuyên bố rằng là do số lượng người giam giữ và quá nhiều cũng như phải mất một thời gian thì mới có thể làm đầy đủ giấy tờ để có thể đủ điều kiện để thả họ ra. Nhưng mà dần dần thì tất cả những người bị bắt giữ hồi ngày thứ Sáu vừa qua trong quá trình mà bắt giữ trong cuộc biểu tình đó sẽ được thả ra. Và so far thì 27 người bị bắt giữ sẽ được thả thưa quý vị. Thưa quý vị, trong những phần cuối của chương trình chúng tôi xin thưa quý vị một số cái tin lẩm cẩm về Việt Nam thưa quý vị. Một cái tin lẩm cẩm thứ nhất đó là cái bà Huỳnh Kim Yến là giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tự gửi cái giấy lên đề nghị thưởng huân chương cho chính mình thưa quý vị. Bà cũng đề nghị thưởng huân chương cho cái ông chủ tịch ban nhân dân cách vụ Đà Nẵng, hai người bà tự đề nghị cho hai người là feta để mà được thưởng huân chương vì cái công dạ. tác mà chống thành cái đó là bệnh thành tích, đó là chuyện của Việt Nam, là chuyện đương nhiên. Và kính thưa thì quý đó khán giả, Việt Nam mà nói như vậy thưa quý vị, một cái xã hội chủ nghĩa là luôn là cái phủ in huyện với huyện là những việc mà cực kỳ là vô lý, nhưng mà người Việt Nam vẫn có thể tiếp tục được như thường. Dạ, và không biết là mình còn giờ không ha, ban kỹ thuật có thể, tại vì mình còn cái đèn. Ok, dạ mình còn giờ. Dạ, mình tiếp tục nha. Chúng tôi gửi đến cho quý vị một bản tin tiếp theo nữa, là một bản tin liên quan đến có một người đàn ông đã bị bắn chết ở tại công viên Louisville trong một cuộc biểu tình để mà chống lại cái người đàn ông tên là Breonna Taylor. Và một người đàn ông đã bị bắn chết ở tại công viên Louisville của tiểu bang Kentucky, nơi những người biểu tình ôn hòa đã tụ tập để đòi công lý cho cái chết trong việc bắn chết ông Breonna Taylor. Một vụ nổ súng đã xảy ra vào ngày thứ Bảy tại quảng trường Jefferson. Và cảnh sát của khu vực Metro Louisville đã cho biết là một nạn nhân của vụ nổ súng đã được tìm thấy tại một công viên và đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương không đe dọa đến tính mạng. Và cảnh sát đã công bố chi tiết về giới tính. Cảnh sát đã không công bố chi tiết về giới tính của người này. Các cuộc biểu tình ban đầu vào lúc 9 giờ tối, và sau đó thì phó cảnh sát trưởng của quận hạt Jefferson cũng đã gọi là sử dụng tất cả các biện pháp để mà cứu sống người đàn ông đã bị bắn chết tại hiện trường, nhưng mà đã không thành công. Rồi sau đó thì một người bị thương thì đang được cứu cấp, và cảnh sát đến để dọn dẹp công viên bảo vệ các khu vực này để thám tử có thể tiến hành cái cuộc điều tra. Và cảnh sát đã cho biết những người biểu tình sẽ không còn được phép ở lại trong công viên qua đêm, nhưng mà các cuộc tụ họp hòa bình có thể được tiếp tục ở trong ngày, và không có lều hay bất kỳ một cái nào được phép
để mà dựng ở trong công viên vì sẽ gây nguy hiểm, thưa quý vị. Và cho đến nay thì cái cuộc biểu tình để chống lại cái vụ nổ súng để giết chết Breonna Taylor thì vẫn đang được tiếp tục ở tại Roseville của tiểu bang Kentucky, và một người thì đã chết, một người thì phải bị thương đi vào bệnh viện, thưa quý vị. Thưa quý vị, một cái tin nữa chứng tỏ là cái người dân Việt Nam bây giờ là có cái ác tâm giống như quỷ thì nhiều lắm, thưa quý vị. Tại vì bên trên nó lãnh đạo bên trên Chapo cũng đã từng mà giết người, cũng là làm những cái việc mà cực kỳ mà vô đạo đức đó, thì những người dân cũng tìm mọi cách để mà hại nhau để mà lấy tiền. Đây là một vụ mới, tức là Đà Nẵng mà là ông bí thư đảng ủy xã đó đi mua cái bảo hiểm nhân thọ cho mình, xong rồi tìm cách để là cho để giết người khác để lấy tiền bảo hiểm cho mình rồi để lấy tiền mà ăn chơi, thưa quý vị. Đầu tiên là ông ta lấy vào lái xe vào nghĩa địa để tìm một cái xác người dân, đào mộ một cái người dân nào đó lên nói định nó chứng minh là cái người này của mình để mà đo là tiền bảo hiểm, nhưng mà đào nửa chừng mệt quá thì bỏ chạy đến khi mà thấy là mình không thể đào mộ người khác là giả mạo thân xác mình được, thì ông vào một cái chòi của một cái người thân đến mời thân xong rồi mời anh ta nhậu nhẹt nhậu xong rồi lấy búa đập vỡ sợ anh ta cho chết, rồi lái xe hơi ra xong rồi gài cái người chết đó vào trong xe hơi, đổ dầu xăng vào đổ lửa nổi lửa nó lên để thông báo là mình đã chết vì tai nạn xe hơi đó. Hay nhưng mà nhà chức trách đã khám phá ra và nhốt anh vào tù. Đây là một cái hình thức ghê rợn để mà lấy tiền. Thì còn rất là nhiều cái chuyện khác mà nó xảy ra trên đất nước Việt Nam yêu quý chúng ta, chứng tỏ là người dân Việt Nam bây giờ chỉ có tiền và tiền, mà con người mà nghĩa là bây giờ thì biến thành những con người vô đạo đức, tìm mọi cách để giết người. Như chúng ta thấy trái cây đó, rồi biết bao nhiêu người ai cũng biết phải không, trái cây chích đủ thứ thuốc vào để cho trái cây chín sớm rồi làm cái trái cây màu đỏ màu vàng màu đỏ rồi đủ thứ hết cho người ta ăn vào, người ta ung thư chết kệ xác người ta, biết làm sao lấy được tiền nhiều thôi. Con người Việt Nam bây giờ phải sống hoàn toàn là vô đạo đức. Dạ, và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến có một người đàn ông đã bị cho nghỉ việc khi mà đã chặn xe của một người Mexico và không cho người đàn ông này đi vào trong nhà của mình một cách vô cùng ngang ngược. Dạ, quý vị đang thấy trên video clip thì có một người đàn ông ở tại San Francisco, người này có tên là Michael Baraha, đã tốt nghiệp trường đại học Berkeley và là một nhà giáo dục cộng đồng cho một công ty dược phẩm sinh học. Là ông đã đi mua đồ và sau đó thì đi về nhà của mình, thì đang định mở cửa gara lên thì thấy có một chiếc xe SUV màu trắng mang bản số xe của Florida chặn ngay trước cửa nhà mình luôn, ngay trước gara của mình và không cho mình vô. Và sau đó thì anh ta đó là có hình xăm ở trên người nha, rồi xong đó thì mặc đồ đen nữa và có hình xăm, thì làm cho cái anh Michael này cũng rất là lo lắng. Và sau khi cãi qua cãi lại thì biết tên người đàn ông đó là Bisley. Anh ta đã hát lớn trong video rồi những lời nói văng tục, rồi cũng như là nói là cái tụi bay là cái nhóm mà chuyên hay làm cái chuyện phạm pháp criminal, rồi không có nên đến đây này kia, chửi bới om sòm. Dạ, và cuối cùng thì video clip này kéo dài đến 20 phút luôn, thì sự việc mới được gọi là giải quyết khi mà có nhiều người đến để mà can ngăn, để hai người này không có cãi nhau và không có để xảy ra những cái chuyện lớn hơn nữa. Nhưng mà cuối cùng thì cái người đàn ông mà tên là Bisley đó đã bị đuổi việc vì có hành động gọi là ngang ngược như vậy, thưa quý vị. Và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui, thật bình an bên cạnh những người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Cảm ơn.